Xin cô thứ lỗi nhưng rất hiếm có phụ nữ nào du lịch quá Omaha một mình. Vậy họ đã bỏ lỡ mất những cảnh đẹp hiếm có. Cô không phải là vợ lính đấy chứ? Không, tôi là họa sĩ. Họa sĩ à? Phải. Tôi không có ý quá lố, nhưng cô có một vẻ khác thường. Khác thế nào? Cô có vẻ là một người mang nhiều thiện ý. Vùng phía tây Missouri lắm lúc rất nguy hiểm. Cô ta từ New York tới tận đây để vẽ dân da đỏ. Tôi sẽ vẽ chân dung thủ lĩnh vĩ đại của tộc Sioux bò ngồi. Thật đấy hả? Tôi đã vượt qua nhiều dặm đường từ miền đông, băng qua nhiều con sông và đồi núi để được vinh dự trò chuyện với ông. Cô đã đi tàu từ New York hả? Phải. Hay lắm. Ông không giỏi ở yên một chỗ lắm nhỉ? Bắn tôi đi, rồi tôi sẽ ở yên một chỗ. Bắn ông thì có tác dụng gì chứ? Đạn dường như không ăn thua gì. Đây là ảo tượng mà tôi thấy. Lính da trắng từ trên trời rơi xuống. Custer cùng quân đội của ông ta, họ săn lùng từng tù trưởng một và giết sạch. Trừ ông, cuộc chiến duy nhất mà tôi từng tham gia cũng chẳng đáng kể. Vậy hãy sống hết mình hơn nữa. Đó là việc tôi muốn làm. Cô Gauden, đừng cho ông ta lý do để hy vọng. Không ai ở đây quên đi hay tha thứ đâu. Ít nhất là toàn bộ sư đoàn kỵ binh số 7. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bò ngồi tiêu đời. Họ nghĩ tôi và ông đang âm mưu nổi loạn. Họ cần một dấu hiệu để tin tưởng vào sức mạnh của chính họ. Họ đã nổi giận từ rất lâu rồi. Tôi e rằng chuyến trở lại Dakota này là để trả thù. Lũ ngốc ở Washington lại muốn gây chiến ấy. Nếu ta chiến đấu, họ sẽ tàn sát chúng ta. Đây là điều mà tướng quân muốn bao lâu này. Và trong thâm tâm, bò ngồi cũng muốn thế. Những điều tồi tệ đã xảy ra ở đây trong quá khứ. Tôi chỉ ở đây để vẽ tranh thôi. Đón xem bộ phim Người phụ nữ đi đầu trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, Hà Nội Cáp.